Hy Mã Lạp Sơn, một dãy núi hùng vĩ dài 2.900 cây số dọc theo biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, được khởi sự hình thành trong khoảng 40 đến 50 triệu năm về trước, khi hai vùng lục địa Ấn Độ và Tây Á do chuyển vận của lòng đất sáp nhập vào nhau. Theo tiếng Phạn, Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là quê hương xứ tuyết. Hàng năm, hàng triệu người thành tín từ khắp nơi trên thế giới đã đến hành hương tại dãy núi linh thiêng quanh năm tuyết phủ này, nơi địa thế treo leo hiểm trở, hoàn toàn cách biệt với những tiện nghi của đời sống văn minh. Trong thời gian tầm đạo, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã từng du hành đến Hy Mã Lạp Sơn, nơi an trú của những bậc thánh nhân đã và đang âm thầm ban ân điển cho tinh cầu của chúng ta. Trên hành trình đầy gian nan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không mang theo những dụng cụ tân kỳ, mà chỉ vỏn vẹn có hai bộ y phục và một ít lương khô, cùng một niềm tin tuyệt đối vào sự hiện hữu và tình thương của Thượng Đế Tối Cao. Trong một buổi họp mặt cùng đồng tu pháp môn Quán Âm tại Los Angeles vào ngày 7 tháng 7 năm 1997, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã cảm hứng kể lại chuyến hành hương đầy thú vị của Ngài tại Hy Mã Lạp Sơn. Với lối kể chuyện thu hút và vui tươi cố hữu, Ngài đã thuật lại chính kinh nghiệm của Ngài khi đơn phương du hành tầm đạo tại Ấn Quốc. Qua phần chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc sau đây, quý thính giả sẽ được nghe những mẫu chuyện về dòng sông Hằng, con sông thánh của triệu người Ấn Độ, về lễ hội tâm linh Kumbh Mela mỗi 12 năm mới có một lần, về buổi lễ truyền tâm ấn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những nguy cơ trước mặt giữa núi đồi hoang vắng đầy dã thú và rắn độc, và cuộc bế quan trên thánh đảo ở miền Rishikesh. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp câu chuyện về chuyến hành hương của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại dãy núi huyền bí Hy Mã Lạp Sơn. One time I went into a very big camping season, camping place. That was in Hariwar. Hariwar means the gate of heaven. It's one of the very big, famous, important, holy pilgrim place in India. And every 12 years, you know, they have a Kumbh Mela. Kumbh Mela means a gathering of all the saints and seers and sages in India. It doesn't matter where the person stay, where the monks or the seer or the yogis, you know, the saint and the sage is the one who can see things, the future and all that, one who can see psychically all that, or the one who already attained enlightenment and all that, or one who had not attained enlightenment and all that. Sometimes they hide themselves in caves in mountain remote. Có một lần tôi đến một khu cắm trại rất lớn, nơi đó là Haridwar. Haridwar có nghĩa là cổng thiên đàng. Đó là một trong những thánh địa rất lớn, nổi tiếng và quan trọng ở Ấn Độ. Cứ 12 năm một lần, họ tổ chức lễ hội Kumbh Mela. Kumbh Mela có nghĩa là tụ hội tất cả các thánh nhân, các nhà tiên tri và hiền triết ở Ấn Độ. Cho dù người đó ở đâu, nơi mà các tu sĩ, nhà tiên tri, đạo sĩ, thánh nhân và hiền triết, những người có thể thấy được tương lai hay những điều như vậy, những người có thể đọc được tư tưởng, hay những người đã khai ngộ và những người như vậy, hay những người chưa đạt được khai ngộ, có khi họ ẩn mình trong các hang động, trong núi, nơi hẻo lánh. But at that time of Kumbh Mela, every 12 years they would gather in that place together, and people would come in millions to prepare thousands, hundreds of thousands of tens, you know, free of charge for these monks and also for the pilgrims, whoever like to overnight there. Of course, never enough. But still, they reserved one tent for me when I just passed by, and I said, could I sleep somewhere? And they lead me to one very big tent, as big as this, front place quarter together for me.
I was so scared because it's too big for me. And then later the monk and other people want to come in and sleep with me, you know. But I was so scared. I'm not used to it. They sleep so near, you know. And sometimes they want to hug you and all that. I said, I'm ticklish, you know. Cannot do that. So I run out and went to another tent. I think that monk was a little funny. I went to another tent where I sleep with more people. I feel safer. But even though that is a very full tent already, you know, very full, very full. And I sleep on edge of the tent and with all the smelling feet and, you know, kicking around and slapping around hands all the time. And I could hardly sleep. Nhưng vào lúc có hội Kumbh Mela, cứ mỗi 12 năm họ sẽ tụ tập nơi đó và hàng triệu người sẽ đến để chuẩn bị hàng ngàn, hàng trăm ngàn chiếc lều miễn phí cho các tu sĩ và những người hành hương, cho những ai muốn ở lại qua đêm. Tất nhiên là không bao giờ đủ, nhưng họ vẫn để dành riêng một chiếc lều cho tôi khi tôi chỉ đi ngang qua và hỏi, tôi có thể ngủ lại đây không? Họ dẫn tôi đến một cái lều thật to, to như ở đây, hết cả mặt tiền đều cho tôi. Tôi rất sợ, bởi vì tôi thấy nó to quá. Sau đó có một nhà sư và những người khác muốn vào ngủ chung lều với tôi, nhưng tôi sợ quá, tôi không quen, họ ngủ gần quá, có khi họ muốn ôm cả quý vị. Tôi nói, ồ không không, tôi dễ nhột, đừng làm như vậy. Rồi tôi chạy ra và đi đến một cái lều khác. Tôi nghĩ là nhà sư đó hơi lạ. Tôi đi vào một lều khác, ngủ với nhiều người, tôi thấy an toàn hơn. Nhưng đó là một cái lều đã quá đầy người. Tôi ngủ ở mép lều, với toàn là những bàn chân hôi. Chân tay đánh qua đánh lại mãi, tôi khó mà ngủ được. So finally I woke up and went out, you know. And then that monk chased after me. He said, "Ah, oh, go back, sleep in that big tent." I said, "No, I don't want it, thank you." He said, "No, you have to go back." I said, "No, I don't have to." And he said, "No, you must. If you don't go back, I say you're stealing something." I said, "Come on." And he still tried to force me there, you know. So I just pretend that I go there. And then after I see him, you know, just walk around, I go from through the back, you know, under the tent. I crawl under the tent and go through the back and then run away. I was scared of him. I even had to protect myself from monk. Can you believe that? I, alone is very dangerous. So be careful. Huh? And he forced me there. So he said, "I will steal something, so that you have to stay. I have to stay." Can you believe that? Cuối cùng, tôi thức dậy và đi ra. Nhà sư đó đuổi theo tôi và nói, trở lại, hãy ngủ trong cái lều lớn kia. Tôi nói, tôi không muốn, cảm ơn. Ông nói, cô phải trở lại. Tôi nói, không, tôi không cần. Và ông nói, cô phải trở lại. Nếu không, tôi sẽ nói cô ăn cắp đồ. Tôi nói, gì vậy? Ông ta vẫn cố ép tôi đến đó. Vì vậy, tôi giả vờ đi đến đó. Khi tôi thấy ông chỉ đi vòng vòng, tôi liền băng ra phía sau, chui qua lều. Tôi bò dưới lều, băng qua phía sau, rồi chạy đi. Tôi sợ ông ấy. Tôi phải tự bảo vệ ngay cả đối với một nhà sư. Quý vị có tin không? Đi một mình thật là nguy hiểm. Vì vậy, phải cẩn thận đó. Ông ép tôi vô đó và nói là tôi định ăn cắp đồ để tôi phải ở lại. Quý vị có tin được chuyện này không? Maybe he just wanted to protect me, you know, because he says it's dangerous out there to go alone, and I don't know it, but I say it can't be more dangerous than this. I thought it couldn't be more dangerous. I was scared, you know, I was alone. And that man was so strong. I don't know if he's a real monk or not, even if he wear monk's robe, you know. Anybody can wear monk's robe in India if you want to. And if you grow a bear as well, wow, you have everything you want. Because you're holy. People worship the monk's robe and the bear, you know? Really, I tell you, if you're fed up with America, with all the tax system and the low pay wages, you just go to India, grow a bear. Có thể là ông muốn bảo vệ tôi, bởi vì ông nói đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm và cho là tôi không biết vậy. Nhưng tôi đáp, không thể nào nguy hiểm hơn nơi này. Tôi nghĩ là không thể nào nguy hiểm hơn. Tôi sợ vì tôi đi một mình
và người đàn ông đó rất mạnh. Tôi không biết có phải là sư thật hay không, cho dù mặc áo cà sa. Ở Ấn Độ, ai cũng có thể mặc áo cà sa nếu họ muốn, và nếu như quý vị để râu nữa, thì chà, quý vị có tất cả những gì mình muốn, bởi vì quý vị trở thành thánh nhân, người ta tôn thờ áo nhà tu và bộ râu, quý vị biết không? Thật đó, cho quý vị hay, nếu như chán nước Mỹ và hệ thống thuế khóa và đồng lương ít ỏi, quý vị chỉ cần đến Ấn Độ để râu quay nón. A bear, right? Mọc râu á? A bird, yeah? And a mustache, yeah? As well, together. Let it grow as long as possible. And to be sure you dye it in white. And then you sit next to the Ganges River, just sit there, do nothing. And then in front of you, like magic, will appear fruit, milk, chapatis, yeah, curry, anything you want. And sometimes all the beautiful girls are prostrating in front of you, the holy sage. Really, if you have a bear, people think you are holy. Luckily, I didn't have one. Even I tried to grow her, I can't. Oh, I said to myself, oh, forget the sainthood, who need it? That's true, huh? It's a joke, but it's not too far from the truth. So when you go to India, even though the climate is so hot and sticky sometimes, you wonder why all the men grow long beard, you know? Bộ râu quay nón phải không? Một bộ râu quay nón và râu mép chung với nhau, để càng dài càng tốt, và để cho chắc chắn hơn, quý vị nhuộm trắng, rồi ngồi bên sông Hằng, chỉ ngồi đó không làm gì hết. Và rồi như có phép lạ xuất hiện trước mặt, nào trái cây, sữa, chapati, cà ri, bất cứ thứ gì quý vị muốn. Đôi khi có nhiều thiếu nữ đẹp quỳ mọp trước mắt quý vị, vị thánh nhân, thật đó. Nếu quý vị có bộ râu, người ta sẽ nghĩ là quý vị thánh thiện. Rất may là tôi không có râu. Ngay cả nếu tôi có cố sức để râu, cũng không thể được, nên tôi tự nhủ. Ồ, bỏ cái kiểu thánh nhân đó đi, ai mà cần? Đó là sự thật. Đây chỉ là chuyện đùa, nhưng cũng gần như sự thật. Vì vậy, khi quý vị đi Ấn Độ, dù là khí hậu rất nóng và có khi rít nữa, nếu quý vị thắc mắc tại sao những người đàn ông lại để râu dài, giờ đây quý vị đã biết. Okay, that's a, by the way, huh? Where were we? I forgot. Where were we? Huh? 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 Oh yeah, I sneak out of the tent and run away. I know where he was, so I sneak where he cannot find me. You know, I went very far away and then return back, go back to the gate. And I try to find a very quiet corner to meditate. And there are some, you know, a corner from the house or tent here and there, but never quiet. How can you find a quiet corner when you're in the middle of millions of people? And they talk all day, all night, and they walk all day, all night, and the dust flying all over like cloud, 24 hours a day. And I wasn't used to it. And I begin to feel regretful to have ever set foot in this Kumbh Mela. But it was so tempting, you know, after you reach Yogananda and Himalaya master, and you know, a thing like that, huh? The living master, all that. Kumbh Mela is a rare thing. Because you don't just stay there 12 years just to see one. And sometimes I forget which year is that. You know? Just happened that that year happened. And I was very lucky in that year also, the Kumbh Mela, and many very rare masters that I found before they just dropped dead. Đó là chuyện bên lề thôi. Chúng ta đang nói đến đâu? Tôi quên rồi. Sư phụ trốn ra khỏi lều. Phải, tôi trốn ra khỏi lều và chạy mất. Tôi biết ông ấy ở chỗ nào rồi. Nên tôi trốn ở chỗ mà ông không thể tìm được. Tôi đi ra thật xa và quay vòng trở lại chỗ cổng. Và tôi cố tìm một góc thật yên tĩnh để tọa thiền. Có nhiều góc đâu đó ở trong nhà hay trong lều, nhưng không bao giờ yên tĩnh. Làm sao có được một góc yên tĩnh khi quý vị đang ở giữa hàng triệu người? Họ nói chuyện và đi đi lại lại cả ngày lẫn đêm. Bụi bay khắp nơi như một đám mây, 24 tiếng mỗi ngày. Tôi không quen như vậy và bắt đầu cảm thấy hối hận là đã bước chân vào khu Kumbh Mela này. Nhưng thật là hấp dẫn sau khi chúng ta đọc về Yogananda và Minh Sư ở Hy Mã Lạp Sơn và những chuyện như Minh Sư tại thế, vân vân. Kumbh Mela là một dịp hiếm có
Bởi vì quý vị không chỉ ở đó 12 năm để xem một lần, đôi khi tôi quên không biết đó là năm nào, chỉ biết là việc này xảy ra vào năm đó. Và tôi thật may mắn, Kumbh Mela cũng trong năm đó, và tôi đã gặp được nhiều vị minh sư hiếm thấy trước khi họ qua đời. Yes, some live a very long year, 200 years, 300 years, 250 years, everything, a lot. And that year also the Dalai Lama also gave a very rare kind of teaching. I didn't benefit much because I didn't hear anything. The translation was lousy, the microphone was out of date, you know, like from the World War III system, World War II museum. So you can hear all the echo. Besides, there was a couple, you know, the Western couple, who happened to find I'm very attractive as a babysitter, so they throw their baby at me all this time. And the baby plucked my nose, fiddle my ears, you know, and pull my clothes, you know. So I was very busy buttoning all the time. And keeping away from his finger that poked into my nose at the wrong time, and I achum all the time. And he squeezed in my ears and then kissed me with his wet lips and, you know, scratched my face, everything, and then screaming and talked to me in all kind of language I didn't know. So I never had a chance to hear one word what the Dalai Lama had to say, you know, not to talk about translation or anything like that. Có một số sống rất thọ, 200 năm, 300 năm, 250 năm, tương tự như thế, nhiều lắm. Và cũng trong năm đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma có một bài thuyết giảng rất đặc biệt. Tôi không thu thập được mấy vì không nghe được gì cả. Phần thông dịch quá tệ, máy vi âm quá cũ, như là lấy từ viện bảo tàng của Thế chiến thứ hai, nên chỉ nghe toàn là tiếng vang thôi. Ngoài ra có một cặp vợ chồng người Tây Phương, tự nhiên thấy tôi rất thích hợp để làm một người giữ trẻ, nên họ ném con của họ sang tôi. Trong suốt thời gian đó, đứa bé thọc vào mũi tôi, kéo tai tôi và kéo y phục của tôi, cho nên lúc nào tôi cũng lo gài nút và tránh không cho ngón tay của nó ấn vào mũi tôi. Có lúc không tránh được nên tôi bị ắt xì hoài. Nó béo lỗ tai và hôn tôi bằng môi ướt của nó. Và cào vào mặt tôi, đủ thứ hết, rồi hét lên và nói với tôi bằng đủ thứ tiếng mà tôi không hiểu gì hết. Vì vậy tôi không có cách nào nghe được một chữ những gì Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, đừng nói đến chuyện thông dịch hay gì khác. And I could not even move because I was right in the front, next to the holy people. And I'm supposed to be holy with a monk robe and that. I can't even complain, I can't even move. And the baby could just torture me for 3 hours long. And I said, oh, well, my, never mind. If the other couple has enlightenment, I probably have some merit as well as a babysitter. And they were so devoted and so attentive to the Dalai Lama that I had no heart to throw back the baby at them, you know. And they seemed to completely forget that they even have a baby. And they forgot me and the baby all together. Because it's a rare chance that the Dalai Lama, you know, the holy king of Tibet, gives us kind of initiation. It's supposed to make you become Buddha either in 4 lifetimes or in 16 lifetimes. So you can wait. No? And the initiation is very complicated. First, the Dalai Lama had to. Can I go on about this kind of thing? Tôi cũng không thể di chuyển được bởi vì tôi ngồi ngay phía trước, gần những người thánh thiện, và tôi phải như một người thánh thiện với y phục xuất gia. Tôi than phiền cũng không được, tôi di chuyển cũng không được, và đứa bé cứ tiếp tục quấy tôi trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi nói, không sao, nếu cặp vợ chồng đó được khai ngộ, có lẽ tôi cũng có được một chút công đức của người giữ trẻ. Họ rất sùng tín và chú ý nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma, nên tôi không nỡ lòng nào trả đứa bé lại cho họ. Và dường như họ đã quên hẳn rằng họ có đứa con, và họ quên cả tôi và đứa bé, bởi vì đây là một cơ hội hiếm có mà Đức Đạt Lai Lạt Ma, bậc thánh vương của Tây Tạng, làm lễ như là truyền tâm ấn. Lẽ ra sẽ giúp quý vị thành Phật,
trong vòng 4 hay 16 kiếp. Do đó, quý vị có thể chờ và lễ truyền tâm ấn rất phức tạp. Trước tiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải... Tôi có thể kể tiếp về chuyện này không? It would take long, you know. I can go on and on from one thing after another, because it's just one of the things. Tell me if it's too late. Okay. So first of all, it's not in Delhi, okay? It's not in Bombay, next to the airport or first class hotel, anything like that. It's in the middle of nowhere. It's in the mountain, very high mountain, and a barren mountain as that. It's like a desert mountain. And people there who live, those Tibetan nuns and monks or residents, they dig caves into the mountain there and live there. But they were fabulous place. In the evening, I saw all the mountain turn into silver and gold. And all the sky were glitter, you know. Chuyện dài lắm, quý vị biết chứ. Tôi có thể nói mãi từ chuyện này sang chuyện khác, bởi vì đây chỉ là một trong những chuyện đó thôi. Hãy cho tôi biết nếu như đã quá khuya. Dạ không. Được rồi. Trước tiên, lễ không phải ở Delhi hay Bombay, không gần phi trường hay ở một khách sạn hạng nhất, chỉ ở một nơi hoang vắng, ở trên miền núi rất cao, một vùng núi trơ trọi như là núi sa mạc. Những người sống ở đó là các tăng ni hoặc thường dân Tây Tạng. Họ đào hang trong núi và sống, nhưng đó là một nơi thật tuyệt vời. Vào buổi chiều, tôi thấy cả vùng núi biến thành màu vàng và bạc, cả bầu trời đều lấp lánh. And I keep telling people, my God, what a wonderful place. It's all gold and silver. And they say, where? And I say, here, the mountain. And they say, no, the mountain is gray. It's not silver. I say, no, it's glittering. Nobody see anything the way I saw. And I thought, it's like that. I can't believe what they don't believe. You know, I can't believe because it's so obvious that the mountain is glittering like silver and gold, and the sky are glittering with all kind of light, you know. I said, yeah, here, everywhere. And they look everywhere, but nobody see. And I was beginning to wonder whether they are crazy or I am crazy. But I think my craziness is nicer because it's colorful and glittering. So it's okay. Okay, so... Just slowly go to that, huh? Tôi cứ nói với mọi người. Trời ơi, thật là một nơi tuyệt vời. Nơi đầy trồng toàn là vàng và bạc. Và họ hỏi, chỗ nào? Tôi đáp. Đây, ngọn núi này. Họ bảo, không, núi toàn là màu xám, không phải màu bạc. Tôi trả lời. Không, núi đang chiếu sáng lấp lánh. Không ai thấy những gì tôi thấy. Và tôi nghĩ thật sự đã đúng như thế. Tôi không thể tin rằng họ không tin. Tôi không thể tin nổi vì điều này thật rõ ràng. Ngọn núi đang lấp lánh màu bạc và vàng. Và bầu trời đã chiếu lấp lánh đủ màu ánh sáng. Tôi bảo... Ánh sáng chiếu ở đây, đó, khắp mọi nơi. Người ta nhìn khắp nơi, nhưng không ai thấy. Và tôi đã bắt đầu tự hỏi, không biết họ điên hay tôi điên. Nhưng tôi nghĩ là sự điên rồ của tôi dễ thương hơn... Vì có màu sắc lấp lánh, như vậy cũng được. Từ từ rồi chúng ta sẽ nói đến chuyện đó. And then so, the Dalai Lama have to travel from Dharamsala, is where his abode is. You know, he has a kind of palace there, huh? And then very far away from that place. That place, what's other place? I forgot the name. Just now I forgot, but I know, I still can remember if I want to. No. Ah, never mind. I will, if I write a book, I will edit in later, okay? Anyhow, very far away place, huh? And the Dalai Lama is okay because he has transportation. The army will help him with a jeep, yeah, and all that. And all his subordinates and entourage will go together with him. They went there 10 days before the initiation. First, he has to purify himself by initiating himself. I don't know how that done, but then he put some kind of flower, you know, white flower, like a band of white dry flower on top of his head like this, like you have a headband.
and then that's a kind of white flower or dry. Then he had to sit on top of kusha grass kind of seat prepared for him, and then all the monks around him in a glass house. 10 days, 10 nights, they have to recite mantras, sutras, and mudras. Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải đi đến Dharamsala. Đó là nơi cư ngụ của Ngài. Ngài có một cung điện ở đó, rất xa vùng núi kia. Chỗ đó, tôi nghĩ, tôi đã quên tên rồi, tôi vừa mới quên đây thôi. Nhưng tôi biết tôi vẫn có thể nhớ lại nếu muốn. Không, không, thôi không sao, nếu tôi viết sách, tôi sẽ thêm vào sau. Dù sao đó cũng là một nơi rất xa. Đức Đạt Lai Lạt Ma thì không sao, bởi vì Ngài có phương tiện di chuyển. Quân đội có xe jeep giúp Ngài. Có những người phụ tá và tùy tùng cùng đi với Ngài. Họ đến đó 10 ngày trước lễ truyền tâm ấn. Đầu tiên, Ngài phải thanh lọc bản thân bằng cách tự điểm đạo. Tôi không biết việc này được thực hiện bằng cách nào, nhưng lúc đó, Ngài đặt loại hoa màu trắng, giống như một vòng hoa khô màu trắng lên đầu Ngài như vậy. Giống như sợi băng cột trên tóc, nhưng bằng hoa khô màu trắng. Ngài ngồi trên một chiếc ghế bằng cỏ đã được chuẩn bị sẵn, và tất cả các tu sĩ ngồi quanh Ngài trong một nhà kiếng. Họ phải tụng chú, tụng kinh và bắt ấn suốt 10 ngày, 10 đêm. Mudra means you do the gesture by hand like this, different gesture. Yeah, when you are reciting the mantra and the sutra, you do the mudras together. That's all kind of complicated. And then ring the bell at the same time, yeah, and swing your body back and, you know, sideways like this, the way the Tibetans do, yeah? And sometimes they also put the gong and all that. It's very beautiful also, yeah? Very systematic, very rhythmatic, and very holy kind, yeah? The chanting is kind of, you know, deep and throaty tone, you know. Ma. And then you feel, oh, you feel airy, you know, even though if you don't know what it is, but you feel impressed and airy and very holy indeed, you know, you feel awesome, huh? Respectful, huh? And you became also very aware of something beyond yourself, beyond this ordinary life. Because the mountain and the place alone also impress you. Mudra có nghĩa là làm điệu bộ, bắt ấn bằng tay như vậy, nhiều kiểu khác nhau, khi tụng chú và tụng kinh. Quý vị phải đồng thời bắt ấn, rất là phức tạp, rồi rung chuông cùng một lúc và lắc người ra phía sau. Qua lại như vậy, theo kiểu Tây Tạng, có khi họ đánh gồng và mấy thứ như vậy cũng đẹp lắm, rất có hệ thống, nhịp nhàng và rất linh thiêng. Tiếng tụng kinh phát ra thật trầm từ trong cổ họng. Om Mani, Om Mani, Ba Mani Om, Ma Ma. Rồi quý vị có cảm giác thần bí, cho dù không biết đó là gì, nhưng quý vị cảm thấy thán phục, thần bí và thật linh thiêng. Quý vị cảm thấy huyền diệu, tôn kính. Và cảm nhận rất rõ ràng có một cái gì đó vượt khỏi chúng ta, ngoài cuộc sống bình thường này, những dãy núi, và chỉ nơi đó thôi cũng đủ gây ấn tượng cho quý vị. Out of middle of nowhere, only mountain, 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 no residence. But then you see some holes in the wall, in the mountain wall, and the nuns and monks appear there with colorful dresses, you know, and they wear beautiful hat like the Russian one, you know. The nuns, the nuns, they were beautiful because they wear the hat, they cover their bald head, and they look so dignified. And the color of the dress they wear, mostly bukkan color, you know, bukkan, wine color. And then they drop some yellow kind of outfit on it, and you know, chasa, a piece of, how you call it, help me. Look like blanket, but it's packed together 100 pieces, you know. Quilt, yeah. And they wrap around their shoulder, look real holy and ancient. Yeah? And that's why I wanted to become Tibetan monk as well. Because they just look beautiful.
I had some of these clothes set before. Oh, I think you saw me in the picture, huh? Giữa nơi hoang dã chỉ có núi, núi và núi, không có dân cư. Nhưng rồi từ những hang trong vách núi, nhiều tăng ni xuất hiện với những tăng phục đầy màu sắc. Họ đội nón rất đẹp như nón của người Nga. Các ni cô, các ni cô thật là đẹp, vì họ đội nón che những chiếc đầu trọc, trông họ rất trang nghiêm. Màu sắc của những chiếc áo họ đang mặc hầu hết là màu đỏ thẫm, màu rượu chát. Họ còn quấn vào người một thứ áo màu vàng ở ngoài, một mảnh cà sa. Tiếng Anh gọi là gì? Giúp tôi đi. Trông giống như cái chăn, nhưng đến hàng trăm mảnh ráp lại với nhau. Áo vá. Áo vá, đúng rồi. Họ choàng quanh vai, trông rất thánh thiện và cổ kính. Và đó là lý do tôi muốn trở thành một người xuất gia Tây Tạng, bởi vì trông họ thật đẹp. Trước đó tôi cũng có một vài bộ đồ như vậy. Tôi nghĩ quý vị đã thấy tôi ở trong hình rồi, phải không? Okay, so now we forget about that. And then out of middle of nowhere like that, 10,000 of people came and walk around all day making a lot of dust. Because there they don't have cement, they don't have paved road, they don't have stone paved road, nothing, just dirt. Dusty. Because the mountain is also bare. Because they cut whatever grass and tree they can find to burn, to cook. So the mountain has nothing at all. But it glow like silver and gold in the night. In my eyes. Other people's eyes, it's also dirt and gray and nothing. They told me it's cold, it's nothing. I said, okay, fine. Yeah. All right, then the Dalai Lama had to do like that for 10 days, purify himself and the monks together before he give initiation for these people. Được rồi. Bây giờ chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Và rồi, ở giữa một chốn không người như vậy, hàng vạn ngàn người đã đến và đi tới đi lui cả ngày, tạo nên nhiều bụi bặm. Bởi vì không có xi măng, họ không có đường nhựa, không có đường đá sỏi, không gì hết, chỉ có đất, bụi, bởi vì núi cũng trơ trụi, vì người ta chặt hết cây cỏ có thể tìm thấy được để đốt và nấu nướng, cho nên ngọn núi không còn gì cả. Nhưng vào ban đêm, núi lấp lánh màu vàng bạc trong mắt tôi. Đối với mắt người khác, nó cũng chỉ là đất, màu xám và trống không. Họ bảo tôi, trời lạnh và không có gì cả. Tôi nói, được rồi, không sao. Đức Đạt Lai Lạt Ma phải làm như vậy trong vòng 10 ngày, thanh lọc thân thể cùng với các tăng sĩ trước khi Ngài truyền pháp cho người khác. So they were very, very kind of solemn kind of occasion. It's not like just a walk through initiation like here, you know, or walk in, walk in convenient method the way we do. But we have more experience. I didn't have any experience at that time. But you're supposed to, when you dream, you know, when you go to sleep at night, they tell you how to dream. You know, you must dream of something. And if you dream of monks or kings or that, then it's supposed to be auspicious. Then you become Buddha very soon. I don't know how soon, but it's supposed to be very soon. You just have to believe it. And if you happen to dream about devil or woman and all that, then it's no good. Yeah. So I was trying very hard to dream of the monks, but I haven't seen any that come to my dream. And nothing come at all. I sleep, probably I snore. And all the monks or the woman or devil, whatever, they scared and run away. I meditated hard and then I slept, but nothing came. Except the silver and gold mountain and the glittering sky with light. I don't see nothing more. Vì vậy, đây là một buổi lễ thật trang nghiêm, không nhanh giống như kiểu thọ tâm ấn hay pháp phương tiện của chúng ta. Nhưng chúng ta có nhiều thể nghiệm hơn. Lúc đó, tôi không có thể nghiệm gì cả. Nhưng đúng lý ra là phải có thể nghiệm khi nằm mơ, lúc đi ngủ vào buổi tối. Họ bảo quý vị phải mơ làm sao, phải mơ điều gì đó. Và nếu quý vị mơ thấy các nhà sư, vua chúa hay tương tự, vậy sẽ là điềm lành, rồi quý vị sẽ sớm thành Phật. Tôi không biết là sớm đến cỡ nào, nhưng người ta cho là rất sớm. Quý vị chỉ cần tin tưởng thôi. Và nếu như quý vị mơ phải ma quỷ hoặc đàn bà và tương tự, thì không tốt.
Vì vậy, tôi đã cố hết sức để mơ thấy các nhà sư, nhưng không thấy ai đến trong giấc mơ của tôi. Không có ai đến cả. Tôi ngủ, có thể là tôi ngáy, và tất cả nhà sư hay đàn bà hoặc ma quỷ, bất kỳ chi đó, cũng đều sợ hãi và bỏ chạy mất. Tôi thiền nhiều, rồi đi ngủ, nhưng không có thể nghiệm gì đến cả. Ngoại trừ ngọn núi có màu vàng và bạc, cùng bầu trời lấp lánh ánh sáng, tôi không thấy gì hơn nữa. But I saw that before everything, before initiation. Actually, it wasn't initiation. I hear nothing. You know, I was busy, you know, with the pokey nose baby and with his napkins and his wet, slimy lips, you know, kissing me and all that, and try to talk to me all the time. I can't hear nothing except his baby, blah, blah. No. So I don't consider I was entitled to be a Buddha very soon, even if I saw some monks in my dream. And okay, that was it. So a lot of people went there for initiation. He has many Western disciples who come all over the place to see him, especially in such occasion. And before you get there, you had to walk sometimes many ten of miles because there's no car. You have to walk through river, climb many mountains, and sometimes you happen to be lucky and you have some truck meanwhile. So you have to combine, you know, like, okay, you go by bus, and then you go by train, and then you go by hitchhiking, and then you go by horse car, and then other time you go by buffalo cars, and then other time you walk through mountains, climb the mountains, and then other time you walk through tunnels, dug through the mountain, other time you swim through the river, and then all the time you happen to find some truck, you know, truck that they go around in the mountain. Nhưng tôi đã thấy điều này trước tất cả, trước buổi lễ truyền pháp. Thật ra đây không phải là lễ thọ pháp của tôi. Tôi đã không nghe gì hết. Tôi bận rộn với đứa bé, cứ chọt mũi tôi và lo tã lót cho nó, và đôi môi ướt của nó cứ hôn tôi mãi, lúc nào nó cũng cố nói chuyện với tôi. Tôi không nghe được gì hết, ngoại trừ đứa bé nói, bla bla. Cho nên tôi nghĩ là mình sẽ không thành Phật sớm được, ngay cả khi tôi nằm mơ thấy các vị sư, câu chuyện là như thế. Nhiều người đến đó để thọ pháp, rất nhiều. Ngài có rất nhiều đệ tử người Tây Phương từ khắp nơi đến để gặp, nhất là vào dịp đặc biệt như vậy. Trước khi đến đó, quý vị phải đi bộ cả hàng chục dặm, bởi vì ở đó không có xe. Quý vị phải vượt sông, trèo núi, đôi khi nếu may mắn thì có xe vận tải trong lúc đó, nên quý vị phải phối hợp các phương tiện như là đi xe buýt, rồi đi xe lửa, rồi qua giang và đến xe ngựa. Có lúc quý vị phải đi xe bò, những lúc khác đi bộ xuyên qua núi hay leo núi. Có lúc quý vị đi xuyên qua đường hầm, đào xuyên qua núi, lúc khác quý vị phải bơi qua sông, và rồi những lúc khác quý vị tìm được xe vận tải, loại xe chạy quanh núi. They want to carry rocks, and then if there's empty space behind, they let you come up one rupee each person. One rupee is maybe about half of a cent in American money. Yeah, over there it's different, huh? Yeah, very cheap. Okay, but the trucks are very dangerous place to be on. There's no roof, nothing, and the truck is high, and the mountain road is very tricky. There are a lot of rocks that is hanging from the mountain on top of your head, so you have to watch out. Because if you stand up or you sit on the truck and your head a little bit above the roof, then the rock will hit you. So you always sit, hit, and bow, stand, you know, so your head always have a chance to exercise. Either turn left, turn right, turn to the front, or turn backward. It's up to you, up to the situation. But you have to be fast, or the mountain rock will send your head somewhere else and then send your body to the Dalai Lama, probably. Họ chở đá, và nếu có chỗ trống đằng sau, họ cho quý vị lên xe với giá 1 rupee mỗi người. Mỗi rupee trị giá chừng nửa xu Mỹ. Ở đó thì khác, rất rẻ. Nhưng đi loại xe này rất là nguy hiểm, bởi vì không có mui, không có gì cả. Xe thì cao, và đường núi thì thật hiểm trở.
có rất nhiều tảng đá treo lơ lửng trên núi, trên đầu mình. Vì vậy, quý vị cần phải coi chừng, bởi vì nếu quý vị đứng hay ngồi trên xe và đầu quý vị cao hơn mui xe một chút thôi, đá sẽ chạm vào đầu quý vị. Vì vậy, quý vị lúc nào cũng phải ngồi, chống, khom, đứng. Do đó, đầu của quý vị luôn luôn có cơ hội để tập thể dục. Nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng ra trước hoặc sau. Tùy theo quý vị và tùy hoàn cảnh. Nhưng quý vị cần phải nhanh nhẹn, bằng không đá trong núi sẽ gửi đầu quý vị đi nơi khác, và rồi có thể gửi thân thể quý vị đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. So very dangerous, but better than nothing. And then that not to mention the way the truck drive, you know, because the mountain road is very windy like this. And then sometimes it's very stiff, you know. And the road is not paved. And you walk just, you stay on that just like you are riding on a horse, you know. It gallop, 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 gallop like this. And sometimes you have to stop because landslide. The rock and the sand will run all over on your plate, on your head, and then you have to stand up for your right and shake all the sand and, you know, get all the stone from your ears and then run. And then wait until the landslide over or it never over. And then you have to run back again, find another road, and then run through another mountain, it's longer distance, and then walk again. Sometimes people die, the whole bus is, or the whole truck, because landslide come with a warning. The whole mountain seems just like sliding down upon you and then send you ship rocketing to the pit under there, which about sometime many, many miles deep. You don't see the bottom, so you never see the bus again. Vì vậy rất là nguy hiểm, nhưng còn tốt hơn là không có gì cả. Và rồi chưa kể đến cách xe vận tải chạy như thế nào, bởi vì đường núi rất quanh co, như vậy, có khi rất dốc, và đường không có tráng nhựa, quý vị đi trên đó cũng như là đang cưỡi ngựa vậy. Chồm tới chồm lui như vậy, có khi phải ngừng vì đất chuồi, đá và cát sẽ trút lên đầu quý vị, và rồi quý vị phải đứng dậy để bảo vệ quyền lợi của mình, phủi hết cát bụi, lấy đá sỏi ra khỏi lỗ tai mình, rồi chạy. Và chờ cho đến khi nạn đất chuồi chấm dứt hay cứ tiếp tục mãi. Rồi quý vị phải chạy ngược lại, tìm đường khác và chạy xuyên qua một ngọn núi khác. Con đường dài hơn và quý vị phải đi bộ một lần nữa. Đôi khi có người bị chết cả chuyến xe buýt hay xe vận tải vì đất chuồi bất ngờ xảy ra. Cả núi dường như đổ lên người quý vị và gửi quý vị súp, nhanh như hỏa tiến, tới đáy vực bên dưới, có khi sâu đến nhiều dặm. Quý vị không thấy được đáy vực, cho nên không bao giờ thấy lại chiếc xe buýt nữa. So very dangerous, yeah? But it was exciting. I was young and stupid, so nothing really scares me. But everything scares me now. Everything. When you get old, you don't have courage anymore. Now if you pay me $2 million, ask me go back do the same journey again, I say, no, keep yours. Really, it was very, very challenging, you know. And then sometimes you walk through because you can't bring too many things with you. And you have your luggage, like a sleeping bag and some clothes. Then you have to put it on your head with the plastic bag. You have to protect your clothes. Because if you wear this one that you wear and you don't have another one to change immediately after you came out of the icy river, then you can become one with the river again. You know, you cold, you stiff, and then they throw you in the river and then you become one. Vì vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng thích thú. Lúc đó tôi còn trẻ và dại lắm, nên không biết sợ gì cả. Nhưng bây giờ mọi thứ đều làm cho tôi sợ. Khi lớn tuổi hơn, chúng ta không còn can đảm nữa. Bây giờ nếu quý vị trả tôi 2 triệu Mỹ Kim và xin tôi trở lại đi thêm một chuyến nữa, tôi sẽ nói, không, cất tiền lại đi. Thật vậy, cuộc hành trình đó đầy thử thách. Có khi quý vị phải băng qua sông bởi vì không thể mang theo nhiều đồ đạc được.
hành lý như túi ngủ và vài bộ quần áo. Quý vị phải bọc trong bao ni lông, rồi để lên đầu. Quý vị phải bảo vệ quần áo của mình, bởi vì nếu làm ướt bộ đồ mình đang mặc mà không có bộ khác để thay liền, sau khi ra khỏi dòng sông lạnh giá, thì quý vị sẽ trở thành đồng nhất thể với dòng sông. Quý vị sẽ bị lạnh cóng, người ta sẽ liệng quý vị xuống sông, rồi quý vị và sông trở thành một thể. So that's the problem. See, you have to protect your clothes. You put it on your head, or even when you swim, you have to put it on your neck, you know, with the plastic bag and on your back so you don't get it wet. At least you must have one pair of dry clothes to change immediately after you swim in the river, or walk through the river even, you see? So it's not that easy. The way I try to find the truth is hard way. But it was okay with me. What else would I do at that time? I had nothing else to do except to find the truth that I want to seek, see? So anyhow, finally we arrive. And it was such a beautiful and romantic place, I told you. And then we stay there for maybe 2 weeks, until the initiation over, and still can stay on for a while. Đó là vấn đề. Thấy chưa? Quý vị phải bảo vệ áo quần của mình. Quý vị để lên đầu, hay ngay cả khi bơi, quý vị phải mang nó trên cổ, đeo bao ni lông trên lưng để khỏi bị ướt. Ít nhất quý vị phải có một bộ đồ khô để thay liền. Sau khi bơi hoặc ngay cả đi bộ qua sông, quý vị hiểu không? Vì vậy không phải dễ. Tôi tầm đạo một cách gian nan, nhưng đối với tôi không sao. Tôi có gì để làm trong lúc đó? Tôi chẳng có gì khác để làm, ngoại trừ đi tìm chân lý mà tôi đã mong cầu, quý vị thấy không? Dù sao, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, và đó là một nơi thật đẹp và thơ mộng như tôi đã kể. Chúng tôi ở đó khoảng 2 tuần lễ, cho đến khi xong lễ truyền pháp, và tôi còn lưu lại ở đó một thời gian. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện về chuyến hành hương của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại dãy núi huyền bí Hy Mã Lạp Sơn. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.